肉是比较吧，没懒的，我就会懒得去撸，撩，不撩。我提了没？还没讲呢。Vì đây giữa một cái cách chia sẻ trong ngày lễ, đây thằng Cường Xuân sẽ nhắn tin cho mình một chuẩn bị qua. Đây là 5 phút thì mình sẽ đợi đấy. Đây rồi, con lợn đến đây rồi. Đây rồi. Tí này lại được rồi. Chào mọi người, tôi đang có mặt ở 82 Kiều Mai, vâng. Ok, và bây giờ chúng tôi đã đến chợ Nhật Tân. Đây chính là chợ Nhật Tân. Chúng tôi sẽ thưởng thức một chút đặc sản của chợ Nhật Tân. Thực ra là chúng tôi không phải đến đây để ăn bánh giò đâu. Đây là lý do. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Cần Thơ đã phạt cũng rất tồi. Họ chưa đạt được 60% ở vòng đá phạt. Lần này Tâm Bình sẽ là người phát biển. Một tiếng 3 điểm của Đinh Thanh Tâm. Và đó là tình huống để san bằng cách biệt 77 đều. Đó mới là Tâm Bình mà tôi biết, thưa quý vị và các bạn, vâng. Tâm Bình lạnh lùng. Rất tốt bằng Minh Trí. Hoàng Ca đợt tấn công cho Cần Thơ Campin. Đinh Thanh Tâm tiếp tục là 3 điểm cho Tâm Bình. Đó là Tâm Đinh mà chúng ta biết. 15 điểm từ vạch 3 điểm của Tâm Đinh. 87-77, quá tuyệt vời. Có lẽ chúng ta đến đổi sang Tâm Đinh là một con người hoàn toàn khác. Khi mà anh bỏ băng đầu ra, anh là một con người hoàn toàn khác. Thực sự, cái băng đầu đó giống như là một cái vòng kim cô vậy. Vâng, vừa rồi thì chúng ta thấy Tâm Đinh đã xoa đầu, mong rằng anh không đeo lại cái băng đầu của mình. Bây giờ mọi đường bóng có lẽ đều chuyển về cho Tâm Linh mà thôi. Hãy cứ cẩn thận cái cổ chân thờ Đặng Thái Hưng. Rất khỏe đến từ Tâm Linh, chuyển ra sang Đinh. 3 điểm, bóng đi vào rổ cho sang Đinh. 2 pha 3 điểm ở góc khung độ đó. 83-77.